Alo, hello, xin chào anh em quay trở lại kênh xem bóng đá là có tiền. Và ngày hôm nay là ngày 27 rồi, 27 Tết, cũng chỉ còn 3 ngày nữa thì anh em đón cái Tết Nguyên Đán 2023. Không biết là anh em bây giờ cũng đã có cho mình được nồi bánh chưng, nhân thịt thấy chưa? Thì hiện tại thì riêng anh em đam mê bộ môn bet thủ thì cái Tết Nguyên Đán này cũng rất là bận rộn với rất nhiều trận đấu đáng chú ý sẽ diễn ra ở ngay Tết Nguyên Đán này. Đáng chú ý các trận derby như là vào ngày mùng 1 20 tháng 1 tới đây thì có trận đấu derby giữa Manchester City với là Tottenham Hotspur. Rồi sau đó một ngày thì có trận đấu giữa Chelsea với là Liverpool. Vào tối ngày 30 Tết là có trận đấu giữa Arsenal với là Manchester United. Rất là nhiều trận đấu khá là hay cho anh em bet thủ có thể đầu tư ở Tết này. Và hiện tại thì trong nhóm bóng bọn mình không chỉ là Tết mà các ngày bình thường anh em các vẫn đầu tư các trận đấu diễn ra trong ngày. Tối ngày hôm qua thì có trận đấu của FA Cup, đá lại FA Cup của Liverpool với câu lạc bộ Wolverhampton. Thì tối ngày hôm qua trong nhóm bọn mình cũng ăn được khá nhiều mã kèo ở trận đấu giữa Liverpool và Wolverhampton. Nằm Liverpool chấp 1/4, anh em cũng ăn xỉu 2.75 cũng ăn. Ngày hôm qua thì Liverpool thắng chỉ là 1-0 thôi. Đấy, cho nên là anh em cũng ăn cái mã xỉu. Ngoài ra thì anh em còn ăn thêm cái mã xỉu góc. Ngày hôm qua thì tổng góc chỉ có là 6 góc thôi. Đấy, cũng khá đáng tiếc khi anh em lại để thua cái mã thẻ cho Wolverhampton và cũng cũng như là nhận định sai tỷ số 1-1. Đấy. Nói chung thì tổng kết trong ngày hôm qua của trận đấu giữa Liverpool và Wolverhampton thì anh em cũng ăn tới là 3 mã kèo chính rồi. Đấy. Còn các cái mã kèo tỷ số thì anh em cũng chỉ lót thêm thôi. Đấy. Nên là anh em nào mà chưa có nhóm bóng để mà tham gia đầu tư ở Tết Nguyên Đán này, đấy, các trận đấu diễn ra trong Tết thì anh em cứ liên hệ mình. Đấy. Anh em lên tham gia nhóm bóng của mình thì anh em vẫn cứ đi chơi Tết bình thường. Khi nào trận đấu sắp diễn ra thì vẫn sẽ có người lên kèo cho anh em trong nhóm. Đấy. Anh em chỉ cần vào lấy kèo và anh em chơi. Đấy. Anh em cũng không cần phải là soi kèo là tìm thông tin gì cả. Đấy. Đó là cái lợi thế khi anh em vào nhóm. Và các cái địa chỉ liên hệ để vào nhóm mình thì mình cũng có để ở phần giới thiệu kênh bóng, phần bình luận ở mỗi video mình ghim cho anh em hai địa chỉ Zalo và Telegram. Đấy. Anh em nhớ kết bạn đúng với hai địa chỉ này, mình sẽ hướng dẫn và tư vấn cho anh em vào nhóm. Đấy. Và đến với video này thì tối ngày hôm nay cũng có một trận đấu đá bù của Ngoại hạng Anh. Đấy. Đó là trận đấu giữa Crystal Palace tiếp đón câu lạc bộ Manchester United vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày mai, ngày 19 tháng Giêng. Đấy. Thì hiện tại ở trên bảng xếp hạng của Ngoại hạng Anh thì Manchester United đang tạm đứng ở vị trí thứ tư, kém đội đang dẫn đầu là Arsenal là 9 điểm 3 trận thắng, và cũng kém Manchester City đội đang đứng thứ hai và Newcastle chỉ là 1 điểm, cho nên là cái cơ hội để mà MU có thể vươn lên vị trí thứ hai cũng như là tiếp tục cạnh tranh những chiếc vô địch với câu lạc bộ Arsenal đang là rất là sáng. Đấy. Trong cái đó thì câu lạc bộ Crystal Palace họ đang tạm xếp ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Sau 18 trận thì họ cũng chỉ mới ghi được mới có 22 điểm. Đấy. Hiệu số đang là âm 9. Trận đấu gần đây nhất của hai đội đấy, đối với câu lạc bộ Crystal Palace trên sân nhà. Đấy. Trận đấu đó thì họ cũng tiếp đón câu lạc bộ Southampton ở cúp FA gần đây nhất vào ngày mùng 7 tháng 1 vừa qua. Như vậy là câu lạc bộ Crystal Palace có thời gian nghỉ ngơi khá là dài so với câu lạc bộ Manchester United. Khi mà MU trong ngày 14 tháng Giêng vừa qua, họ cũng đã có màn lội ngược dòng trước đại kình địch Manchester City. Ở trận đấu đó thì là một trận đấu thực sự rất là hay của Manchester United. Họ đang tiếp đà hưng phấn rất là cao độ. Và đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag cũng đang nối dài cái mạch trận bất bại, mạch trận toàn thắng lên tới con số 9. Và nếu như giành chiến thắng trong trận đấu tối ngày rạng sáng ngày mai thì con số toàn thắng của câu lạc bộ MU sẽ được nâng lên con số 10. Đây là cơ hội rất là tốt. Và cái màn lội ngược dòng trước câu lạc bộ Manchester City vừa qua đã cho thấy một cái diện mạo rất là ấn tượng của câu lạc bộ MU ở lúc này. Đội bóng áo đỏ có cái sự khát khao, có bản lĩnh và cái thực lực để có thể vượt qua những hoàn cảnh khó khăn khi mà Ronaldo đã rời đi. Và cái mạch trận 9 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường thì cũng đã nói lên tất cả cái điều đó. Và nếu như duy trì được cái phong độ này thì
MU có thể vượt qua bất cứ đối thủ nào tại Premier League mùa này. Ở Premier League mùa này thì câu lạc bộ Manchester United cũng đã vượt qua những ông lớn ở top đầu như là Arsenal, Liverpool hay là Tottenham và mới đây là câu lạc bộ Manchester City. Trong đó thì phong độ của câu lạc bộ Crystal Palace trong giai đoạn gần đây là không được tốt cho lắm. Ít nhất là 3 trận đấu gần đây nhất được thi đấu sân nhà thì họ đều thất bại. Thất bại cả 3 trận. Thua trước Southampton 2-1 ở Cúp FA. Còn ở ngoại hạng Anh thì họ để thua Tottenham Hotspur với tỷ số 4-0 và thua trước đội bóng tân binh của mùa giải này là Fulham tới 3-0. Đấy. Cho nên là phong độ của Crystal Palace đang thật sự rất là tệ hại. Còn đối với MU thì so với phong độ MU thì rất là chênh lệch, một phong độ chói sáng. Nên là trận đấu này mình nghĩ là MU sẽ được đánh giá khá là cao. Và ở mùa giải trước cũng khi mà hai đội gặp nhau thì MU ở lượt đi thì MU giành chiến thắng, mình nhớ như vậy. Và lượt về thì MU đã để thua. Nhưng mà mùa giải trước thì câu lạc bộ MU đã thi đấu không được tốt cho lắm. Còn ở cái trận giao hữu trước thềm mùa giải, hai đội cũng đã từng gặp nhau. Trận đấu đó thì MU đã giành chiến thắng với tỷ số là 3-1. Nhưng mà cái trận giao hữu thì cũng không đánh giá được cái phần nào. Hiện tại thì ở kèo châu Á hiện tại thì MU đang được đánh giá khá là cao khi đang chấp tới mức là 3/4. 3/4 và kèo bàn thắng đang là 2.5. Hiệp 1 thì MU cũng được đánh giá cao hơn nhưng cũng chỉ chấp ở mức là 1/4 thôi và cái điểm ăn tương đối thấp. Hiệp 1 thì kèo bàn thắng là 1 1 hòa. Và trước khi để mà đưa ra mức kèo thì mình cùng nói với anh em là hiện tại cái lịch thi đấu của câu lạc bộ MU đang khá là dày. Cho nên là chắc chắn là huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ có những cái sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Khi mà sau trận đấu với Crystal Palace vào ngày 19 tháng 1 thì sau đó 3 ngày thì họ phải làm khách đến sân của câu lạc bộ Arsenal. Cho nên là trận đấu này chắc chắn là MU sẽ có những điều chỉnh nhân sự. Và theo những cái đội hình dự kiến hiện tại thì bên phía Crystal Palace đang thiếu vắng 3 cầu thủ: McArthur, Ferguson cùng với là Alisson. Những cầu thủ này đang chấn thương, chắc chắn là không thể góp mặt trận đấu này. Trong cái đó thì với cái chiến thắng lồ ngược dòng trước Manchester City ở cuối tuần vừa qua thì MU cũng phải trả một cái giá khá là đắt khi mà tiền đạo Antonio Martial lại bị dính một chấn thương. Cùng với đó thì Rashford cũng có một cái chấn thương nhẹ nhưng có thể anh vẫn sẽ có thể trở lại trận đấu này. Rồi Sancho thì cũng vừa trở lại sau chấn thương đấy. Nên là cũng cái khả năng ra sân cũng chưa chắc chắn. Ba cầu thủ Van der Beek, Dalot và Toan Zerbe, ba cầu thủ này thì đang chấn thương không thể trở lại rồi đấy. Và với một cái đội hình đang có phong độ tốt thì mình nghĩ là MU không khó để mà có thể giành 3 điểm ở trận đấu này. Nhưng mà với cái mức chấp là 3/4 thì ở thời điểm này vào kèo cũng hơi là mạo hiểm. Hiện tại Rashford đang có cái phong độ rất là tốt cùng với là Casemiro. Rashford đang ghi bàn khá đều đặn trong những trận đấu gần đây. Cùng với đó là Bruno Fernandes, anh cũng đã cho thấy sự trở lại ở nơi tuyến giữa hàng phòng ngự. Với việc là Martial có thể chấn thương không thể ra sân trận đấu này thì Rashford sẽ được thi đấu cao nhất hàng công. Và đây là cơ hội cho cầu thủ trẻ đang thi đấu rất là lên chân, Garnacho có thể có cơ hội để thể hiện mình. Bên cánh phải thì Antony cũng giai đoạn gần đây cũng anh có một phần mới chừng lại bởi cái phong độ quá là chói sáng của Rashford. Nên là trận đấu này cũng là một cơ hội để anh thể hiện cái tài năng của mình. Trong cái đó thì Crystal Palace thì đang có phong độ khá là tệ. Trong 3 trận đấu gần đây nhất thì gần như là mỗi trận đấu họ đều phải nhận ít nhất là 2 bàn thua. Và hàng thủ đang thi đấu khá là tệ. Và với mức chấp là 3/4 thì mình nghĩ là anh em vào kèo MU chấp 3/4 thì khả năng ăn nửa tiền thì khá là cao. Và mình không đánh giá là trận đấu này sẽ tưng bừng về bàn thắng. Mình nghĩ là MU sẽ vẫn thi đấu một cách dè chừng, giữ sức cho các cầu thủ ở trận đấu sau đó gặp Arsenal, đó là trận đấu quyết định. Và với hiệp 1 thì mình nghĩ là cái kèo hiệp 1 sẽ an toàn hơn.
Mình nghĩ là trận đấu này MU sẽ dồn lên để có thể kiếm một cái lợi thế ngay từ hiệp 1 để có thể tính toán ngay ở hiệp 2. Có thể sẽ có những cái sự thay thế cho các cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi sớm. Đấy. Cho nên là với cái mức kèo chấp là 3/4 cả trận đấy, thì anh em để mà an toàn thì tốt nhất là anh em nên đi mù chấp 1/4 hiệp 1 sẽ hợp lý hơn. Đấy. Còn riêng cái kèo bàn thắng thì mình nghĩ đây không phải sẽ là không trận đấu không nội tài, sẽ không nội tài 2.5 đâu. Đấy. Mình vẫn lựa chọn kèo xỉu. Đấy. Có thể mù sẽ giành chiến thắng với tỷ số là 1-0 hoặc 2-0 là hết. Hàng công của Crystal Palace trong giai đoạn gần đây thi đấu không được tốt cho nên là khó thể họ có thể ghi bàn dù thi đấu sân nhà. Đấy. Nên là hai mức kèo xỉu cả trận là 2.5 cùng với là MU chấp 1/4 hiệp 1. Đấy. Đây là hai mức kèo mình nghĩ là an toàn nhất ở trận đấu này. Đấy. Ở thời điểm trước trận đấu. Còn ở kèo góc thẻ thì hiện tại MU đang cũng chỉ chấp góc là 0.5 thôi. Đấy. Và kèo tài xỉu góc là 9.5. Mà hiệp 1 thì MU cũng là đội chấp góc 1/4 và kèo tài xỉu góc hiệp 1 là 4.5. Nói chung thì MU mùa giải này họ thi đấu cũng không nổi bật về góc cho lắm. Đấy. Cho nên là với cái mức kèo góc thì mình nghĩ là để mà an toàn thì mình nghĩ là anh em nên lựa chọn cái mã kèo tài góc sẽ hợp lý hơn. Đấy. Bởi vì Crystal Palace là một đội bóng cũng thi đấu về góc khá là nhiều với những cầu thủ chuyên chạy cánh như là Zaha hay là Andrew, những cầu thủ chuyên về chạy cánh. Thì mình nghĩ là ở cái mức kèo góc đấy, để mà hợp lý thì mình nghĩ anh em nên lựa chọn kèo tài góc cả trận. Tài góc cả trận là 9.5, mình nghĩ sẽ an toàn hơn. Đấy. Hiện tại cũng ăn 8.9. Đó là mức kèo góc mà mình có lựa chọn cho anh em trận đấu này. Và ngoài ra thì cái mã kèo thẻ, các cái kèo thẻ phạt thì những thẻ phạt thì mình cũng ít khi nhận định cho anh em. Đấy. Bởi vì với ngoại hạng Anh thì mức kèo thẻ hơi rất là khó nhận định. Đấy. Bởi vì có thể vào trận đấu anh em vào kèo nó sẽ an toàn hơn. Đấy. Hiện tại thì thẻ thì đang đồng đồng thẻ thôi. Và kèo tài xỉu thẻ là 4 thẻ. Đấy. Nhưng mà điểm ăn bên cửa tài lại tương đối cao. Thì mình nghĩ là anh em chưa nên vội vào kèo thẻ ở thời điểm này. Đấy. Và trong lúc này thì mình cũng nhận định anh em 3 kèo. MU chấp 1/1 là 1/4. Chịu quả trận là 2.5 và kèo góc là tài góc hiệp 1 ở tài góc cả trận là 9.5. Đấy. Còn anh em nào muốn tham gia nhóm bóng của mình để nhận những cái mã kèo khi có đội hình chính thức ra sân, cầu kèo nó ổn định, anh em cứ liên hệ với mình sẽ hướng dẫn cho anh em vào nhóm. Đấy. Nhóm bóng của mình thì luôn chào đón anh em. Đấy. Và cũng không thu phí, nhưng mà anh em vào nhóm thì anh em cần cho mình một cái trang chơi và chơi cùng địa chỉ trang với nhóm để mà an toàn và có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đấy. Còn video này thì mình cũng xin kết thúc tại đây. Anh em nhớ cho mình một like và đăng ký kênh. Ngoài ra thì mình cũng có một kênh bóng phụ là kênh Kèo Huy Cường. Đấy. Anh em nhớ ghé qua kênh bóng phụ này. Đấy. Cho mình một đăng ký và ấn chuông thông báo để nhận những video mình lên trong ngày. Đấy. Và cũng chúc anh em có một cái Tết Nguyên Đán thật là vui vẻ và ấm cúng. Đấy. Và anh em nào mà đam mê môn bet thủ này thì cũng chúc anh em luôn chiến thắng và vững tin trên những cái mã kèo mà mình lựa chọn. Xin chào và hẹn gặp lại.